Mọi người có ai thắc mắc cuộc sống công nhân xảy ra như thế nào không? Muốn biết bới chén cơm đi, ra đây ngồi coi nè, tôi kể cho nghe. Đầu tiên là cả thanh xuân của mình dành cho công ty của tôi là 17 năm. Vui lắm cả nhà, rất là nhiều chuyện vui. Giả sử như làm đầu tiên lý nghĩa của hai chữ công nhân nha, tức là mình làm công rất là nhiều nhưng mà đừng đòi hỏi công bằng ở trong công ty nha cả nhà, không có đâu, không có công bằng đâu. Còn chữ nhân á thì tức là mình còn chữ nhân thì làm cái gì cũng nhân đó. Giả sử như ở nhà mình làm ba đi, mình xem điện thoại 7, còn ở công ty thì mình nhân 3 lên cả nhà, làm 9 xem điện thoại 1 nha. Mà cái vui ở làm công ty á là cả nhà biết chuyện gì không, mình đi làm vô công ty rồi mình ít khi nào mà mình quên được gia đình mình lắm, quên được nguồn gốc của mình lắm. Tại trong đó nè có ông bà cha mẹ nè, ông bà nội, ông bà ngoại nè, ông cố bà cố rồi đó, cha mẹ nhiều lắm cả nhà, vui lắm. Sáng thì ăn dội ổ bánh mì đi, vô coi người ta làm nè. Cái này là mình đi ra rồi vô tình thấy cảnh đó thôi, chứ mình ở trong xưởng mình không làm ngoài nha. Cuộc sống mà ở đâu nó cũng vậy đó, mỗi người một công việc, mỗi người một cuộc sống vậy đó. Mà làm công nhân mà có khi nào sung sướng đâu, giờ đi ăn là hạnh phúc nhất đó. Cả ngày làm việc thì chỉ có giờ đi ăn là được thoải mái nhất. Công ty mình thì chắc có lẽ khác với công ty mọi người nha. Công ty mình tới hai nhà ăn, là mỗi một nhà ăn rộng bao la luôn. Ai mà yêu thương cái ngọt ngào đầm thắm thì ăn nhà ăn số 2. Ai như mình thì ăn cái cảm giác nó bình dị thì ăn nhà ăn số 1. Trời, nói đùa đó nha, chứ nhà ăn nào nó cũng nấu như nhau à. Tùy theo ông đầu bếp, bữa nào vợ ông vui thì ông nấu kiểu khác, còn vợ ông buồn ông nấu kiểu khác. Cơm mà bữa nào khô quá thì tại vì bữa đó nó thiếu nước cưng ơi, bữa nào hơi dư nước thì bữa nay ăn dễ tiêu nè. Rồi vậy thôi, chứ làm mà ở nhà mình đôi khi mình ăn uống cũng vậy, có điều ngon hơn chút đỉnh. Công ty của mình thì rất là nhiều món nha, thích nhất là món chay nha, chay gọi là buffet chay, một chỗ đồ chay vậy là 7-8 món lận, mà không biết mắc gì nữa. Căng tin không cho quay phim, trời ơi, quay được khúc này ta nói cũng lén lút lắm, không biết bữa nay nó có ai vô coi khúc này không nữa. Giờ đây là khoảnh khắc gọi là huy hoàng nhất của mỗi người công nhân nè, đi về sau một ngày làm việc mệt mỏi, bước chân không nổi thì đây là giây phút ta cảm thấy lòng ta nhẹ nhàng hết nhất, bỏ lại mọi gánh nặng sau lưng, bỏ lại cha mẹ, ông bà yêu dấu sau lưng, ta về với ngôi nhà nhỏ của ta đây. Công ty mình không có gì ngoài rộng, cái kiểu mà công ty rộng mà người thưa cả nhà. Thôi lấy xe đi về không tào lao nữa, về nấu cơm chiều cả nhà ơi. Xe thì cũng, nhà xe của mình nó cũng nhỏ hả, so với công ty người ta thì nó cũng nhỏ lắm, tại vì có một số lượng lớn là đưa rước rồi. Có điều đậu xe rất chi là có trật tự, ngang ngang dọc dọc đủ kiểu hết. Đây là cổng công ty mình nè, có cái chợ nhóm, chắc ắt hẳn công ty nào cũng vậy đúng không cả nhà. Công ty nào phía trước cũng có cái nhóm chợ nhỏ nhỏ vậy nè, để cho bà con cô bác công nhân đồ dễ mua. Đó là những anh mà đợi rước vợ rồi về đó. Đây là những sạp rau củ quả nè. Ở chỗ chợ của công ty mình không có cái gì được hơn mà bán mắt. Lương công nhân bây giờ khó khăn muốn chết luôn, mà mấy bà này bà bán, trời đất ơi, mắt muốn chết vậy. Mình mua ở trên chợ lớn trên kia một bó rau 10.000 thì về đây mua 13.000. Bà cứ nghĩ công nhân bộ lương cao lắm hay sao, mà không có đâu nha, dạo này thóc lắm rồi, Tết tới nữa kìa. Làm mệt không mệt mà về nhà nó thấy cái mặt nó có mệt lắm không cả nhà. Nó ở nhà nó ăn nó ngủ không, mà nó làm hơn là mình đi làm nữa. Mình đi làm về mình còn phải gác yêu thương nó, còn nó về nó nằm vậy đó. Thôi về bếp nấu cơm thôi. Đầu tiên là nấu, có gì nấu đó đi. Chắc hôm qua mình đi chợ, bữa trước nghỉ ca mình đi chợ mình có mua bí nè, sườn nè, nấu canh bí với sườn gam nha cả nhà. Không biết làm sao chứ mình thích ăn bí lắm, vừa rẻ vừa ngon vừa bổ nữa, nấu nhanh nữa. Bữa nay ăn hết để dành mai ăn, bỏ tủ lạnh không sao, mấy món kia bỏ tủ lạnh nguy hiểm lắm. Nấu thì nấu gì chứ không biết nha, tại vì mình ăn thì công nhân mà, nấu nhiều ăn ít thì qua bữa sau ăn tiếp, chứ không lẽ bỏ, tiền đâu mà chịu nổi. Giả sử như bữa nay vui thì ăn nhiều thì nó hết, buồn thì ăn ít thì nó còn. Sấy mỡ tỏi xào thịt, bỏ bí vô đun, rồi quay qua ốp thịt chuẩn bị kho. Ốp thịt thì bột niêm, bột ngọt, nước màu, nước mắm, tỏi phi đó cả nhà. Đi làm về mệt thì chủ yếu ăn bữa cơm nhà thôi, chứ nhiều khi mình cũng muốn ăn cơm
ở ngoài thì chợ lắm, nhưng mà ăn riết là ngán, không phần ăn riết ngán lắm cả nhà. Thôi mà cả nhà ăn cơm chiều với mình nha, kết thúc một ngày làm việc thì bữa cơm chiều của mình gì nè. Mọi người có giống như mình không, thích ăn cơm nhà không? Mình thích ăn cơm nhà lắm, có gì nấu đó, còn gì ăn đó. Làm gì mệt mỏi ngồi với sen, hoặc là ngồi với gia đình đâu, ngồi tám dốc chuyện công ty. Ê, bữa nay bà này bà kể tôi nghe câu chuyện này vui lắm. Ê, mày hay tin gì chưa, ông kia ổng có chuyện này lạ lắm. Vậy đó, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha.